Hey, xin chào. Em các bạn đã ra vào rất nhanh, thì đã tạo lớp đấy và các bạn đã vào rồi. Có anh Minh, Hoàng Gia Bảo, Lê Quang Lâm, Bạch Luật, Trần Gia Bảo. Các em tải cái đề thi ở trong nhóm Zalo nhé. Thầy đã gửi đề thi ở trong nhóm Zalo. Thầy cho mình lại tiếp tục chờ đợi một chút trong lúc hôm nay ta sẽ làm cái con test là 17 tháng 9. Một cái con test khá phù hợp với một cái đề thi mức độ cấp tỉnh. Và hôm nay thầy tổ chức cái con test này để tiếp tục cho các em chuẩn bị thi cấp tỉnh. Đợt này luyện tập. Mấy hôm rồi mới thấy anh Minh. Các em lưu ý cái server của ta bây giờ thầy cho mình sử dụng cái server tạm thời là server này nhé. Khi đăng nhập vào hệ thống sẽ cảnh báo là bạn đang truy cập vào trang web lừa đảo, nghĩ nó buồn thầy. Do cái web của thầy vẫn sử dụng là HTTP. Bây giờ người ta đang sử dụng HTTP, HTTPS rồi. Mình chưa có điều kiện thì ta dùng tạm cái này. Các bạn ấn vào nút chi tiết và ấn vào truy cập vào trang web ở dưới cái dòng dưới cùng thì ta vào được cái trang web của mình. Bạn nào mà chưa đăng nhập được vào cái trang web nhớ nhá, Zusolen thì các em nhắn vào qua nhóm Zalo để thầy tạo tài khoản để cho các em có thể nộp được bài. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái con test là 17 tháng 9 để với cái mục tiêu là hướng tới kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh sắp tới. Trên server thì có chatbot, mọi người có thể tâm sự nói chuyện ở đây nhé. Con đứa đã xung phong lòng con rể này rồi. Các em có thể ấn vào mục thẻ nộp bài này để xem mọi người đang đang nộp bài nào để biết mình làm. Đấy, hôm nay lúc 8 giờ kém thế có các bạn đang nộp bài, có Chiến, có Minh, có Hải Phong. Trên server nó có thêm chức năng này sẽ giúp cho thầy biết được bạn nào chăm chỉ nộp bài nhé. Hôm trước có bạn 3 giờ sáng thấy nộp bài. Ai chờ. Rồi ta chờ một chút. Rồi ta xem bảng rank. Server của ta là zusolen.ddns.net nhé. Các em nào chưa vào được thì các em nhớ nhắn tới thầy để thầy tạo tài khoản. Thầy xin chào bạn Nga. Em Nga lấy đề ở trong nhóm Zalo nhé. Đề bài của chúng ta ở trong nhóm Zalo. Trong lúc thầy chào mình chờ mấy phút. Thầy đi kiếm cốc nước đấy. Đề bài trong nhóm Zalo các em tải xuống nhé. Hôm nay đề bài ta có 4 câu.
Rồi, xem các bạn đã vào đủ chưa nhỉ? Chúng ta bắt đầu nhé. Rồi, tại thời điểm này có 9 bạn vào. Thì cho mình bắt đầu nhé. Các em lấy đề ở trong nhóm Zalo. Mà thầy đã gửi thôi, tốt nhất thầy gửi lên đây để bạn nào mà chưa có được đề. Cái server lột bài hôm nay ta sử dụng cái rusolen.ddns.net ở trong cửa sổ tin nhắn nhé, thầy đã gửi. Thầy chào các bạn. Thầy gửi lại cái file đề bên đây. Rồi, để cho mình bắt đầu với cái buổi học số 25 và cái bài thi thử số 11. Qua các cái bài thi thử trước cũng đang rèn luyện cho các bạn kỹ năng làm bài chấm bài một lần. Và hôm nay chúng ta cũng sẽ rèn luyện kỹ năng này đối với các bài. À, trong quá trình chấm bài, nếu các bạn thấy server nó không trả điểm thì nhớ nhắn cho thầy biết nhé. Để thầy kiểm tra lại test đề bài đã đúng tên file chưa. Nếu nhiều khi test đề bài nó bị sai tên file, sai tên thư mục nó cũng không trả điểm mà. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Bảng xếp hạng lại bay màu rồi. Để giả. Có cửa sổ chat mọi người có thể nói chuyện, trao đổi thuật toán, nói chuyện ở đây. Ta có thể theo dõi ở trên bản đồ bài để biết được là mọi người đang nộp bài. Các bạn học sinh đang rất tích cực nộp bài. Rồi, ngay ta sẽ sang nội dung buổi học ngày hôm nay. Bạn chờ đợi một giây. Hôm Tết 17/9. Ở cái content ngày hôm nay thì chúng ta có một số các cái bài tập như sau. Cái bài tập đầu tiên là bài liên quan tới đồ thị, một chủ đề mới. Bài toán thứ hai là bài này, gì gì đây? Cao nhất, cao nhì và số lượng, đếm phân tử có giá trị lớn nhất, lớn nhì. Bài toán thứ ba liên quan tới ước số. Bài toán thứ tư là chọn đồ vật. Đấy, ta nhìn tổng quan qua cái đề thi để biết được là nó đề thi đang là gì. Cái file đề bài này ta đang làm với cái file đề bài của đề đây 17/9 nhá. Ở đây thầy đính chính một chút, ở đây nó không phải là tên bộ test, không phải min test, nó là Popel đấy. Ta sửa lại là Popel nhé. Đấy, sửa nó là Popel theo test đề bài ở dưới này. Rồi, bây giờ hôm nay cái nội dung buổi hôm nay thì ta sẽ truy cập đến một cái chủ đề rất hay là cái bài toán đường đi trên đồ thị có hướng. Đây là một cái chủ đề khá hay và trong lớp như thầy nhìn đến tới thời điểm này các em đã cài đặt được các chương trình về đã cài đặt được các bài toán về đồ thị, các bạn comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa cài đặt được về giải thuật đồ thị thì comment cho thầy số 0 nhé. Để thầy biết đấy. Để thầy giảng cho nó đúng xu hướng. Trần ra vào. Xin mời các em khác cho thầy biết là các em đã làm bài tập về đồ thị chưa? Nếu em đã làm bài tập về đồ thị rồi, các em comment số 1. Bạn nào chưa làm bài tập về đồ thị thì comment số 0. Vậy thì tắm lại xong cái đầu của chiếc khung rồi thầy nhận được là có Gia Bảo, Trọng Hiếu và Hoàng Ngọc chưa làm bài tập về đồ thị được. Lâm và Nga đã làm được bài tập về đồ thị.
Còn các bạn khác thì sao? Rồi. Hôm nay thầy trò mình cùng làm về cái bài tập. Vậy thì với những các bạn chưa biết về đồ thị, hiện tại thì trong cái nhóm của mình mới có hai bạn đã báo là em đã biết về đồ thị. Hôm nay ta làm cái contest 11 tháng 9 này, 17 tháng 9 này, bao gồm có chủ đề đầu tiên thầy muốn nhấn mạnh là bài toán đường đi trên đồ thị. Vậy thì trước khi đi về bài này thì do có một số bạn chưa nắm về đồ thị nên thầy hệ thống lại kiến thức về đồ thị một chút nhé. Đây có cái quyển kỹ thuật lập trình về đồ thị thầy viết đợt trước. Trong cái quyển này thầy có giới thiệu về một số các cái giải thuật dựa trên đồ thị. Vậy thì các bài tập về đồ thị là gì? Thì đầu tiên ta khen nhận thấy rằng về bản chất của các cái việc lập trình cho các bài tập lập trình trong tin học là để quay trở lại phục vụ cho cuộc sống. Ví dụ như các bạn đi xuống Hà Nội, các em bật cài đặt sử dụng cái phần mềm bản đồ Google Maps, các em có địa điểm khởi hành và điểm đến, thì các em tìm đường đi cái thì nó sẽ bản đồ nó sẽ vẽ cho ta một số các cái đường đi từ từ điểm này đến điểm kia. Vậy thì những cái việc như thế là do những lập trình viên làm ra được chứ không phải tự nhiên nó có. Vậy thì có một lớp các bài toán trong khi học lập trình, các lớp bài toán đấy người ta gọi là các lớp bài toán về đồ thị. Một đồ thị người ta viết ra hay ta sử dụng từ graph, GRAPH là đồ thị nên người ta hay gọi nó là đồ thị G. Ta có V đỉnh và E cạnh. Trong đó V là tập đỉnh. Ví dụ như ta có đồ thị gồm có N đỉnh và M cạnh. Đấy, ta có N đỉnh và M cạnh. Thì N đỉnh thì các cái đỉnh nó sẽ đánh số thứ tự từ 1 cho tới là giá trị N. Còn M thì nó sẽ đánh nhé. Lần lượt là ta có các cái cạnh UV. Trong đó E là tập cạnh của đồ thị. Thì khi đó cái ký hiệu là trị tuyệt đối của V hay trị tuyệt đối của E trong đồ thị người ta gọi nó là lực lượng của đồ thị, tức là số phân tử của đồ thị. Với các bài tập về đồ thị thì đối với các bạn ở trong nhóm mình vẫn có một vài bạn đang là học sinh cấp 2 thì đồ thị nó cũng hơi nặng nhưng cũng nên học để biết sớm ngày nào hay ngày đấy. Vậy thì trên một đồ thị thì ta nhận thấy như sau, có các cái đối tượng người ta gọi nó là các cái đỉnh của đồ thị. Đây được gọi là đỉnh đồ thị. Các cái đối tượng này được gọi là các cái đỉnh đồ thị. Các cái đối tượng này thì được gọi là cạnh của đồ thị. Đấy. Đỉnh biểu diễn các đối tượng trong đồ thị thường được đánh dấu đánh theo số thứ tự từ 1 cho tới n. Và thường khi ta code chương trình các cái biến mà chạy để duyệt qua các đỉnh ta hay sử dụng các biến u, biến v. Ta có khái niệm cạnh của đồ thị. Cạnh của đồ thị đó, từ từ nha các bạn, chờ để kéo cái đồ thị này sang đây để cho mọi người dễ nhìn. Ta có cạnh của đồ thị thì cạnh của đồ thị đó là cái đường để nối giữa hai đỉnh đồ thị. Ví dụ như thầy có cạnh 21 đấy là nối giữa đỉnh 2 và đỉnh 1 đấy. Thầy có cạnh 43 là để nối giữa đỉnh 4 và đỉnh 3. Vậy thì cạnh nối giữa hai đỉnh thì thường được vẽ dưới dạng là một đường thẳng và người ta ký hiệu bao gồm có đỉnh đầu phẩy đỉnh cuối. Một cái trên trên một đồ thị nếu có quy định chiều đi từ cạnh này đến cạnh kia thì người ta gọi nó là cạnh có hướng hay còn gọi là cung. Là một cặp đỉnh có thứ tự, trong đó mỗi cặp có thứ tự đó thì đỉnh thứ nhất được gọi là đỉnh đầu và đỉnh thứ hai được gọi là đỉnh đỉnh cuối. Ví dụ như thầy có cạnh 43. Đấy, thầy có cạnh 43 thì 4 là đỉnh đầu, 3 là đỉnh cuối. Trên một đồ thị nếu có quy định hướng của các cạnh thì người ta gọi là cạnh có hướng. Còn đối ví dụ như cạnh 1 2 à 2 1 đây là cạnh có hướng, nhưng với một cái đồ thị khác nếu các cạnh của nó không có hướng thì người ta gọi nó là cạnh vô hướng. Thì khi đó hay nói khác giống như là các bài toán liên quan tới đường đi hai chiều thì ta cũng có thể xem nó là một đồ thị vô hướng được.
Ngoài ra thì ta cũng có thể xem nó là một đồ thị có hướng nhưng mà hướng đi hai chiều. Như vậy với các cạnh mà không quan tâm đến hướng đi từ U đến V hay từ V về U thì nó được gọi là cạnh vô hướng. Khuyên trên đồ thị đó là một cái đường đi xuất phát từ một đỉnh quay trở lại đỉnh ấy mà không đi qua đỉnh trung gian khác thì người ta gọi là khuyên của đồ thị. Đấy. Cạnh song song của đồ hai cạnh được gọi là song song của đồ thị nếu nó xuất phát từ đỉnh này đi đến đỉnh khác mà không đi qua đỉnh trung gian nào thì khi đó cái cạnh này và cạnh này người ta gọi nó là hai cạnh song song trong đồ thị. Đấy. Nó gọi là hai cạnh song song là hai hai cạnh mà nối cùng một đỉnh với nhau, nối trực tiếp nhé. Thì cạnh đấy gọi là vậy thì ở đây ta có khái niệm là khuyên của đồ thị này, cạnh song song của đồ thị để tí nữa ta giải thích rõ hơn. Kế tiếp nữa, một đồ thị được gọi là đồ thị có hướng nếu tất cả các cạnh trên đồ thị đều có hướng. Như cái đồ thị ở hình bên tay phải này là một đồ thị có hướng. Trên một đồ thị mà có cạnh không có cạnh vô hướng thì đồ thị đó được gọi là đồ thị vô hướng. Vậy thì đồ thị vô hướng là đồ thị mà tất cả các cạnh trong đồ thị đều là vô hướng. Kế tiếp ta có khái niệm đơn đồ thị. Đơn đồ thị là một đồ thị không có khuyên và không có cạnh song song. Ví dụ như đỉnh 10 này mà nó có tồn tại một đường đi từ đi ra rồi lại quay trở lại 10 thì cái đường đi này gọi là khuyên. Từ 1 cho đến 10 mà ta vẽ thêm được một cạnh nữa thì cạnh đó được gọi là cạnh song song. Vậy một đồ thị được gọi là đơn đồ thị nếu nó không có khuyên và không có cạnh song song. Vậy nếu không 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 có khuyên và không có cạnh song song, đây là khuyên và cạnh song song. Nếu không có thì một đồ thị này được gọi là đơn đồ thị. Thông thường với ở mức độ thi cấp tỉnh thì các bạn đa số gặp các bài tập về đồ thị về đơn đồ thị. Kế tiếp nữa thì ta có khái niệm là đa đồ thị. Đa đồ thị đó là đồ thị không phải đơn đồ thị, tức là một cái đồ thị mà có cạnh song song hoặc có khuyên hoặc có cả hai thì nó được gọi là đa đồ thị. Các bài tập đa đồ thị thì nó ở cái mức độ cao hơn, mức độ lập được điểm quốc gia hoặc là mức độ đi thi cấp quốc gia thì ta mới sử dụng đến đa đồ thị. Còn ở mức độ cấp tỉnh thì rất ít khi ta gặp phải được các bài tập về đa đồ thị. Kế tiếp nữa ta có khá bậc của đồ thị. Tí nữa bậc của đồ thị thì trong một cái đồ thị vô hướng thì bậc của một đỉnh ký hiệu là G. Chờ quên xin lỗi, bậc của một đỉnh trong một cái đồ thị ký hiệu là D của G. Gọi là bậc của một đỉnh. Đó là số cạnh liên thuộc với đó. Ví dụ như cái đồ thị của thầy đang là đồ thị vô hướng chẳng hạn thì cái đỉnh một này, bậc của đỉnh một này nó có bậc bằng 3. Đấy. Có một số các cái tính chất thì trong đó có một cái tính chất đó là tổng số bậc của các đỉnh trong đồ thị có V cạnh thì nó sẽ gấp 2 lần số cạnh. Nó có cái một số các cái tính chất như vậy. Tính chất thứ hai đó là trong một đồ thị vô hướng thì số đỉnh bậc lẻ là chẵn. Trong đó ở đây ta có thêm một cái khái niệm nữa khá hay mà các em cũng cần phải biết, đó là cái khái niệm là bán bậc ra của đồ thị. Trong một cái đồ thị có hướng, một đỉnh được gọi là bán bậc ra nếu từ đỉnh đó có cạnh đi ra, có cung đi ra. Ví dụ bán bậc ra của đỉnh 2 bằng 1, bán bậc ra của đỉnh 1 bằng 2 bởi vì từ đỉnh 1 nó có 2 đường đi ra. Như vậy thì ta có gọi là bán bậc ra là số cung đi ra khỏi đỉnh. Ký hiệu là D cộng G U. Còn bán bậc vào của một đỉnh, ví dụ như đỉnh 1 này nó có một đường đi vào nó thì bán bậc vào của đỉnh 1 này bằng 1, bán bậc ra của nó bằng 2. Tổng của bán bậc vào và bán bậc ra thì sẽ bằng bậc của đỉnh đó. Tất nhiên rồi, bởi vì bậc của một đỉnh đó là số cạnh liên thuộc với cái đỉnh đấy mà. Rồi bây giờ đã có tới 12 bạn đã vào đây rồi. Kế tiếp thì ta có như vậy, vừa rồi ta có khái niệm bán bậc vào và bán bậc ra. Đây là những khái niệm rất hay. Khái niệm kế tiếp là đường đi. Ở cái bài toán số 1 trong đề thi của chúng ta yêu cầu là tìm đường đi từ đỉnh F đến đỉnh T. Vậy thì trong đồ thị đường đi là gì? Thì ở trong phần này ta sẽ làm quen với khái niệm đường đi. Đường đi đó là một dãy tất cả các đỉnh được liệt kê. Ví dụ đường đi từ đỉnh 2 cho đến đỉnh 6 là ta ghi là
2, 1, 10 và 6. Như vậy đường đi là một tập hợp các đỉnh mà giữa hai đỉnh kề với nhau có đường đi trực tiếp với nhau. Ví dụ như từ 2 về 1 có đường đi trực tiếp, từ 1 về 10 có đường đi trực tiếp, từ 10 về 6. Vậy thì đường đi là tập hợp tất cả các đỉnh được liệt kê dưới dạng A1, A2 cho đến A thứ y, sao cho A1 và A2 có cạnh đỉnh AI và AI cộng 1 có đường đi trực tiếp với nhau. Một đường đi được gọi là chu trình nếu đỉnh đầu và đỉnh cuối bằng nhau. Hay nói cách khác, một ví dụ như ở đây thầy nối cạnh 2 với cạnh 6. Nó đi từ cạnh 2, nó qua cạnh 1, nó về cạnh 10, nó sang cạnh 6, rồi lại vào cạnh 2. Rồi, như vậy thì cái đó người ta gọi nó là chu trình. Chu trình là một đường đi xuất phát từ một đỉnh, đi qua các đỉnh trung gian rồi quay trở lại đỉnh đấy, thì người ta gọi là một chu trình. Chu trình là một cái đường đi mà đỉnh đầu và đỉnh cuối bằng nhau. Sau này ta có cái khái niệm là các bài toán liên quan tới chu trình Euler và hoặc là chu trình Hamilton, là những cái bài toán về chu trình rất hay. Kế tiếp nữa, ta có khái niệm là vùng liên thông. Trên một đồ thị, kế tiếp ta có vùng liên thông. Vùng liên thông là tập hợp tất cả các đỉnh mà ta có thể đi đến được với nhau trên một đồ thị như thế này. Cái 9, 11, 9, 12 được gọi là một vùng liên thông. Ví dụ như đồ thị này là đồ thị vô hướng thì nó là một vùng liên thông, bởi vì từ đỉnh này ta có thể đi thăm các đỉnh khác được. Ở đây thì cái hình vẽ thầy đang sử dụng cái hình đồ thị có hướng. Nhưng với một đồ thị vô hướng thì trên một vùng nào đó mà các cái đỉnh, ví dụ như trên một đồ thị vô hướng, là giữa các cái đỉnh trong đồ thị đó, trong một thành phần của một thành phần nào đó mà đi tự do được đến nhau, thì các đỉnh đó được xem là một vùng liên thông. Vùng này của thầy cho mình cũng là một vùng liên thông. Đấy, 2, 1, 6, 10, 16 với một cái đồ thị vô hướng thì nó là một vùng liên thông. Thằng 4, 3 này cũng được gọi là một vùng liên thông. 7 đứng một mình cũng là vùng liên thông. 8 đứng một mình cũng là vùng liên thông. Vậy thì với bài này ta có một vùng, hai vùng, ba vùng, bốn vùng, năm vùng. Vậy thì ta có năm vùng liên thông. Vậy vùng liên thông trên một đồ thị vô hướng nếu tồn tại đường đi giữa mọi cặp đỉnh đấy, trong đồ thị đó. Và các bài tập về liên quan đến vùng liên thông ở trong cái lớp KNC2 ta đã học qua rồi. Đấy. Còn các bạn lớp KCB thì sau khi các em học lập trình cơ bản xong thì đợt tới để thầy thu xếp thời gian thầy mở cái lớp KNC3 thì mời các em học lớp nâng cao dành cho các bạn học lớp KCB học đuổi tiếp nhé. Để học tiếp lên và học cái những cái nội dung này sau này các em học chuyên ngành khoa học máy tính nó cực kỳ phù hợp, nó có lợi cho các em rất nhiều. Bởi vì lên sinh viên các em sẽ học lại cái chuyên đề này như thế này. Nên khi các bạn lên đại học, các bạn học chuyên ngành khoa học máy tính, nhưng các em học những bài tập về đồ thị này nó có thuận lợi hơn nhiều. Nên các lớp KCB1, KCB2, hôm nào thì sẽ mở cái lớp KNC, lớp nâng cao 3 để mời các em học online. Rồi với một cái đồ thị liên thông, thì mà người ta đưa ra cái bài toán liên quan đến số lượng vùng liên thông. Hiện nay thì cái lớp nâng cao 2, KNC2 đã học qua phần này rồi. Thì mà một đồ thị, trên một đồ thị có hướng được gọi là liên thông yếu. Để cho thầy clear thằng này đi. Một đồ thị được gọi là liên thông yếu nếu phiên bản vô hướng của nó là liên thông. Như vậy thì một người về sau này ta sẽ có cái bài toán là liên thông yếu, liên thông mạnh. Đấy, giải thuật đi tìm thành phần liên thông mạnh. Đấy, rồi liên thông yếu. Rồi ta thì có thêm một số các khái niệm khác trên đồ thị để trước khi thầy trò mình sang bài kế tiếp. Vậy thì khi biểu diễn đồ thị, khi xây dựng một đồ thị, thông thường thì ta sẽ có hai cái xu hướng để xây dựng. Hướng thứ nhất ta sử dụng ma trận kề, đó là ta sử dụng một cái mảng hai chiều để lưu cạnh để thể hiện rằng có đường đi từ đỉnh U cho đến đỉnh V. Thầy chào Vũ Huy nhé, bây giờ mới thấy nhìn thấy Vũ Huy ở đây có Chiến đây rồi. Nãy vừa thấy Chiến nộp bài hay không? Thấy trên server nó báo. Trên server các bạn nộp bài thì các bạn vào cái ấy, thì nó sẽ đây. Thấy Toàn Minh, thấy Chiến nộp bài đây.
chiếm được bài bonus link pass, cũng là để thầy theo dõi các bạn nộp bài ở trên server. Rồi thì ta đang nói dở là cái chỗ là một cái đồ thị để biểu diễn đồ thị trên máy tính. Muốn cài đặt, muốn viết được chương trình thì đầu tiên các em phải tổ chức được đồ thị trên máy tính nhá. Tức là các em phải code được cái mô tả đồ thị trong cơ sở dữ liệu, trong dữ liệu đó. Thì sau đó mình mới áp dụng thuật toán trên đồ thị đó được. Vậy thì thông thường thì ta sử dụng có cách đầu tiên ta sử dụng ma trận kề. Đối với một đồ thị vô hướng không trọng số thì ta gắn AUV bằng 0 cũng giống như AVU bằng 0 trong trường hợp không có cạnh nối giữa đỉnh U với đỉnh V. Ta có thể gắn AUV bằng 1 bằng AVU bằng 1 nếu mà có hai cái. Hay nói cách khác, với mỗi bộ số UV đọc vào để xây dựng đồ thị thì ta gắn AUV bằng 1 và AVU bằng 1. Đối với đồ thị có trọng số, tí nữa thầy trò mình sẽ dùng cái này đây. Đối với một đồ thị có trọng số thì ta sẽ à đâu nhỉ? Đối với một đồ thị có trọng số thì thay vì việc ta gắn AUV bằng 1 và AVU bằng 1 thì ta sẽ gắn AUV sẽ bằng trọng số của cái đỉnh, cái chi phí để đi từ đỉnh U cho tới đỉnh V. Đối với một cái đa đồ thị thì ta gắn AUV sẽ bằng số cạnh nối giữa đỉnh U với đỉnh V. Đa đồ thị thì ta sẽ nối số cạnh của đỉnh U đối với đỉnh V, bởi vì thì các cạnh đó là các cạnh song song mà. Vậy thì có bạn bảo thưa thầy cạnh song song là gì? Thì theo định nghĩa bên trên, cạnh song song đó là tập các cái cạnh mà xuất phát từ một đỉnh, là tập các cạnh xuất phát từ cùng một đỉnh và đi đến cùng một đỉnh mà không đi qua đỉnh trung gian khác, thì cái cạnh đó gọi là cạnh song song. Đó là ta biểu diễn ma trận đồ thị theo ma trận kề, và tí nữa trong cái bài toán của thầy trò mình ta cũng biểu diễn nó theo ma trận kề luôn. Kế tiếp nữa thì trong một đồ thị vô hướng có trọng số thì ta gắn AUV bằng 1 và AVU bằng 1, và thì cái trọng số đó ta sẽ đổi nó thành là AUV bằng AVU và bằng C, giống như ta vừa nói, bằng C, trong đó C là trọng số. Ví dụ như để đi từ đỉnh U đến đỉnh V chi phí là hết C đồng thì thầy gắn AUV bằng C và ACVU bằng C. Nếu trên đồ thị có hướng thì ta chỉ gắn một chiều thôi chứ không gắn chiều ngược, thì ta sẽ không gắn chiều ngược lại. Như vậy thì bài tập trên đồ thị có hướng với bài tập trên đồ thị vô hướng nó sẽ khác nhau ở cái điểm đó là việc xây dựng đồ thị, còn các giải thuật áp dụng trên đồ thị đấy là về cơ bản là giống nhau. Nó chỉ khác nhau một chút ở cái chỗ việc là xây dựng đồ thị thôi. Đấy, nếu xây dựng đồ thị có hướng thì ta chỉ xây dựng mỗi AUV, đồ thị vô hướng thì ta xây dựng cả AUV và AVU, còn đồ thị có hướng thì ta xây dựng mỗi thằng AUV thôi. Thì đó là các cái phần dưới khái niệm ở trên đồ thị mà thầy trò mình vừa được giới thiệu. Vậy thì ta quay trở lại cái đề thi của ngày hôm nay. Bây giờ ta mới bắt đầu phát biểu chính thức của đề thi nhé. Mới lúc này cũng là lúc cho mọi người vào đầy đủ. Vậy thì đề bài thi là của ta là cho một đồ thị gồm có n đỉnh, m cạnh. Bây giờ người ta cho đỉnh S và đỉnh T. Hãy tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T. Khi làm ở tới phần này thì các em thấy là ồ, cái bài này nó thật là easy nếu mà các em học về bài tập về đồ thị rồi. Nhưng khi nãy ở trong nhóm thì một số bạn bảo thưa thầy em chưa được học về đồ thị, vậy thì em sẽ gặp một chút khó khăn. Vậy thì hôm nay ta sẽ giải quyết cái khó khăn đấy luôn. Vậy thì bây giờ ta có n đỉnh, ví dụ như trên đồ thị này ta có n bằng 6. Như vậy đồ thị ta có 6 đỉnh. Ta có 7 cạnh, bao gồm cạnh 1, 2, cạnh 2, 3, cạnh 3, 4, cạnh 3, 6, cạnh 6, 5, cạnh 5, 4, cạnh 3, 4, cạnh 1, 6. Đấy, như vậy ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cạnh. Bây giờ thầy đang đứng ở đỉnh 1, thầy muốn đi đến đỉnh 4. Hãy tìm đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 4 với chi phí nhỏ nhất. Đấy. Có bạn bảo thưa thầy em đi keo đỉnh 1 đi qua đỉnh 20, đi qua đỉnh 6, xong đi về đỉnh 5 qua đỉnh 4 thì chi phí là 20 cộng 4 cộng 5 bằng 29. Có bạn bảo là em đi từ đỉnh 1 qua đỉnh 2, qua đỉnh 3, xong về đỉnh 4 thì chi phí là 23.
Nhưng nếu ta đi qua đỉnh 1, đi qua đỉnh 2, đi qua đỉnh 3, xong lại đi về đỉnh 6 tổng, rồi lại đi qua đỉnh 5, rồi đi về đỉnh 4, thì ta mất là 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6 cộng 4 bằng 10 cộng 5 bằng 15. Nên tổng chi phí nhỏ nhất đi là 15. Và đường đi của ta là xuất phát từ đỉnh 4. À, để đi đến đỉnh 4, đỉnh 5, đỉnh 6, đỉnh 3, đỉnh 2, đỉnh 1. Vậy thì cái truy vết này là truy vết ngược, đúng không? Đi từ S về T. Tất nhiên ta vẫn có thể lật ngược cái truy vết này được. Vậy thì qua cái bài trên thì các em nhận thấy rằng đây, thì tới đây thầy trò mình sẽ phải áp dụng một cái giải thuật để đi tìm đường đi ngắn nhất giữa đỉnh U và đỉnh S và đỉnh T. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em cái giải thuật Fock-Bergmann, là một trong những giải thuật kinh điển để giải quyết cái bài toán này, giải thuật Fock-Bergmann. Để ta quay trở lại cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị. Vậy thì với cái chuyên đề của bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị này thì và các cái bài toán nâng cao cho cái bài toán này thì thầy dạy ở cái chương trình lớp nâng cao. Ừ, vui à. Và bây giờ vui thấy rằng khi mà mình học phần này rồi thì nó nhạt lắm, nó quá nhẹ nhàng. Bây giờ ta quay về lại cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị. Đây là một trong những cái chủ đề cực hay và biến thể của nó cực kỳ lớn. Nếu giống như bài toán DFS là bài toán duyệt đồ thị theo chiều sâu, thì bài toán duyệt đồ tìm đường đi ngắn nhất nó có những cái biến thể cực kỳ hay. Và đây là một trong những cái bài tập trọng tâm trong các cái kỳ thi cấp tỉnh. À, trong cái lớp nâng cao đợt tới thầy mở thì thầy sẽ đi sâu về cái lớp này, lớp KNC2. À, lớp nâng cao 2 đang học thì ta cũng sẽ học cái nội dung này. Vậy thì trong cái giải thuật này thì ta sẽ đi tìm đầu tiên là cái giải thuật Fock-Bergmann. Đây là hai cái tác giả của cái giải thuật này. Trong đó ông Fock viết ra cái giải thuật này trước, ông Bergmann tối ưu giải thuật này lên nên gọi là giải thuật Fock-Bergmann. Rồi ta quay trở lại bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị. À, qua khi học cái phần này thì các em được giới thiệu cái giải thuật là Bergmann-Fock hay gọi Fock-Bergmann, các em có thể gọi nó như thế nào cũng được. Thì trong cái giải thuật này thì ta giải quyết được cái bài toán đầu tiên là bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Vậy thì phát biểu lại bài toán, cái từ tìm đường đi ngắn nhất của nó là cái tên tiếng Anh của nó là như thế này. Đấy. Nên khi các bạn sử dụng Google hoặc sử dụng ChatGPT để tìm hiểu một cái code về cái giải thuật về tìm đường đi ngắn nhất thì tên tiếng Anh cần tìm nó là từ đấy. Cái bài toán gốc của nó đó là làm thế nào để tìm được đường đi xuất phát từ một đỉnh và đây đi đến đỉnh đích, đi từ một đỉnh xuất phát và đi đến đỉnh đích sao cho tổng trọng số trên các cạnh trên đường đi là ngắn nhất. Đấy. Ví dụ như trên đồ thị này, bây giờ thầy đang đứng ở đồ thị, thầy đang đứng ở đỉnh D, thầy muốn đi đến đỉnh E, chẳng hạn. Đồ thị này đồ thị vô hướng nhé. Vậy thì thầy có nhiều cách đi, thầy đi theo kiểu đang đi du lịch thì thầy đi như thế này, đi vèo qua đây, đi vèo qua đây, đi vèo qua đây, xong về đây. Với cái đường đi như trên, tổng trọng số là bao nhiêu? Xin mời các em comment cho thầy biết. Cái đường thầy vừa đi. Nào, xin mời các bạn Thuận nhanh chóng trả lời luôn là 25. Rồi, cảm ơn Thuận, được, rất nhanh và chính xác. Rồi, bây giờ như vậy đường đi vừa rồi là có trọng số là 25. Bây giờ thầy lại đi đường này. Bây giờ thầy xuất phát từ đỉnh này, vẫn đang đi sang đỉnh E. Đấy. Và thầy đi đường này, đi sang thằng B, sau đó thầy về thằng E luôn. Tổng trọng số là bao nhiêu? Xin mời các bạn, hãy cho thầy biết là rồi Thuận cho là thằng 16, bởi vì nó đi qua đỉnh 9 và đỉnh 7 nên tổng trọng số của nó bằng 16. Kế tiếp thì bây giờ thầy lại đi theo đường là mất công đi du lịch thì thôi thì ta đi thẳng đến đỉnh E luôn. Biết đâu ở chỗ đó đang có shop giảm giá, ta có thể đến sớm. Đấy.
Vậy đi theo đường này, tổng chi phí bằng độ dài là cạnh. Vậy thầy có 15, cũng là một cách đi. À, bây giờ thầy lại thực hiện đi theo hướng khác, thầy lại đi theo xuống dưới này, xong rồi thầy lại đi vòng lên đây, tổng chi phí là bao nhiêu? Em thu được tổng chi phí là bao nhiêu nhỉ nếu đi đường dưới này? Mọi người nhìn rõ chứ? Rồi, tôi Thuận cũng cho bằng 14. Như vậy thì ta nhận thấy rằng trong các cái đường đi từ đỉnh S cho đến từ đỉnh D cho đến đỉnh E, ta liệt kê rất nhiều đường đi, và trong đó cái đường đi mà có trọng số bằng 14 này có khả năng nó là cái đường đi có trọng số, tổng trọng số các cạnh đi qua là bé nhất. Đấy, như vậy thì từ đây ta mới đưa ra được một cái bài toán, là bài toán là tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh T. Đỉnh nhà thầy gọi nó là đỉnh S, đỉnh này là đỉnh T. Vậy thì với cái bài toán này thì thầy cho mình sẽ có một số các cái dạng như sau. Thứ nhất, đồ thị này là một cái đồ thị đơn đồ, đồ thị này là một đơn đồ thị mà ở đó đây là một đồ thị vô hướng. Đi thẳng nó hết có 15 mà ra bảo. Mà trong khi đi qua đường này nó tổng có mỗi 8 cộng 6 nó bằng có 14. Nó bé hơn chứ. Đúng rồi, nó tính theo tổng trọng số. Còn nếu mà đường đi qua ít đỉnh nhất, muốn đi qua ít đỉnh thì chỉ có DFS là giải thuật DFS. Ta có giải thuật BFS. Thì các cái giải thuật duyệt thì đồ thị theo chiều rộng và theo chiều sâu này thì ở trong chương trình nâng cao. À, thầy xin chào Băng. Hôm nay thầy cháu mình đang làm đề rồi đấy Băng ạ. Băng đang đi nhận quà về rồi sao? Em có thể show quà cho mọi người biết rồi. Ôi giời ơi, hy vọng hôm nay Băng đi không bốc đầu về, chứ mai lại thấy trên TikTok thấy Phạm Băng 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 về nhà lại thấy lên TikTok thì thầy lại khổ. Hôm nay bạn Băng đi nhận phần thưởng Trung thu, bé chứ, bé nhận quà Trung thu về về có thành tích học giỏi xuất sắc. Rồi Băng ơi, thầy đang giảng cái câu số 1 là tìm đường đi ngắn nhất giữa đỉnh S và đỉnh T, và thầy đang phát biểu lại bài toán tìm đường đi ngắn nhất, bài toán gốc. Rồi thầy cho mình tiếp tục. Như vậy thì với một bài toán thầy cho mình đang làm là ta sẽ có một số các cái khái niệm như sau. Khái niệm thứ nhất là bài toán là tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh. Đấy. Tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh đến một cái đỉnh khác. Ta có hai dạng bài: tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh xuất phát, ta đi đến một cái đỉnh đích. Đấy. Thì với cái bài toán này thì thông thường thì ta có hai cái giải thuật mà ta đang sử dụng. Ta sử dụng là Benma-Fock hay đây hay là Fock-Benman. Các em đọc ngược hai ông này, các em đọc ông nào trước cũng được. Giải thuật thứ hai ta sẽ sử dụng giải thuật Dijkstra. Đấy, là cái giải thuật thứ hai. Thì ở trong nội dung khuôn khổ bài học ngày hôm nay thì thầy giới thiệu cái giải thuật là Fock-Benman. Bởi lý do ta phải học giải thuật Fock-Benman để ta hiểu rõ được cái bản chất nguyên thủy của cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Để khi cái bài toán này nó cải tiến thành các bài toán khác thì các em hoàn toàn có thể vận dụng thằng Fock-Benman để cài đặt được. Chứ không phải mọi bài toán tìm đường đi ngắn nhất đều sử dụng Dijkstra hay là Dijkstra heap đâu nhé. Ta phải giải quyết bài toán gốc trước. Rồi, tới thời điểm này có thể nhiều bạn chưa học về đồ thị bắt đầu buồn ngủ. Vậy thì chúng ta sẽ sang dạng bài thứ hai. Nếu như dạng bài thứ nhất là bài toán tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh D, thì bài dạng thứ hai Băng ơi, thầy cái video bài tìm đường đi ngắn nhất này thầy đã đăng ở trên kênh YouTube rồi nhé. Thầy nhắc lại các em là cái kênh YouTube của thầy là cái kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Các bạn vào YouTube tìm thầy kiểu gì cũng thấy. Học đồ thị ra bảo cô đang cần hàm. Các bạn vào kênh YouTube tìm cái chữ Đặng Tuấn Thành thì sẽ nhìn thấy kênh YouTube của thầy, và các em nhớ đăng ký kênh giúp thầy nhé. Khi nãy thầy vừa đăng cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất bằng giải thuật Fock-Benman rồi. Các em có thể đấy, đây là kênh YouTube của thầy, mọi người có bao nhiêu tài khoản Google nhớ đăng ký giúp thầy. Đấy.
Thôi, để cho mình quay sang tại chưa gì đã nhảy sang góc quảng cáo rồi. Bài toán thứ hai là bài toán tìm đường đi ngắn nhất tới mọi cặp đỉnh. Đấy, tìm đường đi ngắn nhất cho tới mọi cặp đỉnh. Đấy. Thì nếu như cái giải thuật Dijkstra hoặc là Fobelman để tìm đường đi ngắn nhất giữa đỉnh này, giữa hai cặp đỉnh S và T bất kỳ, start và finish bất kỳ, S và F, thì ta có bài toán thứ hai là giải thuật tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh trên đồ thị. Vậy nếu mà áp dụng giải thuật Fobelman, ta hoàn toàn có thể làm được bằng cái cách là cứ với mỗi cặp start và finish thì ta lại sử dụng thằng Fobelman để đi tìm đường đi ngắn nhất. Sau đó ta lại khởi tạo lại từ đầu, sau đó lại thực hiện. Đấy. Tuy nhiên thì giải thuật đấy thì nó cũng được. Hôm nào ta vẫn phải cài đặt nó. Nhưng mở rộng hơn là ta sẽ sử dụng cái giải thuật toán Floyd Worksell. Đấy. Sau này ta hay gọi tắt nó là giải thuật Floyd. Chứ giải thuật Floyd Worksell thì hôm sau ta sẽ tiếp cận sau. Ở trong chương trình lớp nâng cao thì các bạn đều được học cái này. Rồi kế tiếp nữa thì ta có thêm các cái khái niệm ở trên các bài toán này, và xong trên đây ta có một số các cái giải thuật để cho mình sẽ tiếp cận nó sau. Ví dụ như vậy thì hôm nay thầy cho mình đi sâu về cái giải thuật giải thuật Fobelman. Các bạn có thể đọc là Fobelman, bèo 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 giống như Jingle Bell ấy. Giải thuật Fobelman thì nó phát biểu như thế này. Vậy thì trước khi sử dụng giải thuật Fobelman thì các em luôn trả lời câu hỏi bài toán này dùng để làm gì, giải thuật toán này dùng để làm gì. Vậy thì thầy trả lời luôn, giải thuật Fobelman dùng để tìm đường đi ngắn nhất chính là cái bài thi của chúng ta trong cái đề câu 1, tìm đường đi ngắn nhất giữa đỉnh S và đỉnh T. Đấy, cái giải thuật này nó sẽ trả lời là đưa ra được đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh T và đưa ra được tổng trọng số của cái nhỏ nhất đã tìm được. Đấy, thằng Fobelman nó có trách nhiệm và làm được cái việc đấy. Không biết tại sao các nhà khoa học có thể nghĩ ra được. Rồi, các nhà khoa học nghĩ ra rồi thì bây giờ thầy trò mình sẽ học nó sớm. Ở trong cái chuyên ngành IT 1 thì các em sẽ được học ngay cái nội dung này ngay trong năm thứ nhất của đại học về chuyên ngành các cái bài toán bên trên đồ thị. Nên đây cũng là một cái cơ hội để các bạn thấy rằng lợi thế của các bạn học đội tuyển tin nó là thế. Rất nhiều các bạn thi thẳng trực tiếp vào ngành IT 1 mà không đi qua đội tuyển tin, thì đến khi các bạn vào các bạn xuất phát từ con số 0 thì rất vất vả, trong khi các bạn lũ bạn của nó thì đã học nó từ lớp 10 rồi. Đấy. Nên học đội tuyển tin rất có lợi cho các em. Nên các em cố gắng phấn đấu để theo được đội tuyển trong vòng 3 năm, nó sẽ trang bị cho các em đủ hành trang cho lên đại học, các em có thể tốt hơn, hoàn thành sớm chương trình, đồng nghĩa với việc là không phải đóng học phí nhiều. Đấy. Và điểm rất cao, tốt nghiệp bằng loại tốt mà lại có học bổng. Tóm lại nó sẽ được trả về kinh phí cho mình rất nhiều. Vậy thì giải thuật Fobelman nó sẽ, hoặc là Benmaform các bạn đọc thế nào cũng được. Thì nó để trả lời cho câu hỏi là tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T và liệt kê ra được cái đường đi đó. Vậy với cái bài toán đấy thì các bạn hình dung ý tưởng của giải thuật đó như sau. Bây giờ thầy có cái đỉnh S là đỉnh xuất phát. Thầy đang xuất phát từ đỉnh S. Thầy muốn đi đến một cái đỉnh nào đó. Rồi chỗ nào đấy thầy kéo cái đồ thị ở bên kia sang. Về cái đồ thị này. Bây giờ trên đồ thị của thầy, giả sử bây giờ thầy đang đứng ở đỉnh số 1, thầy muốn đi đến đỉnh số 4. Như vậy thì thầy giải thuật Fobelman, ý tưởng giải thuật của nó như sau. Bây giờ cái đỉnh xuất phát này thầy gọi nó là đỉnh S. Chữ S này viết tắt của chữ start là bắt đầu. Start. Để chữ thầy sáng nay sống thêm. Chữ đây, đỉnh start là đỉnh S. Đỉnh đến là đỉnh finish, là kết thúc, giống như đường đua ấy. Là đỉnh kết thúc. Bây giờ thì người ta gọi DV là khoảng cách từ đỉnh S cho tới đỉnh V, và khoảng cách này có tính là tổng trọng số. Đấy, là tổng trọng số đi từ đỉnh S cho đến đỉnh V. Ví dụ
trong khi thầy lưu vào OD số 4. Thì đó là, vậy thì giá trị mà lưu ở trong thằng D số 4 đó là tổng cái đường đi ngắn nhất đi từ đỉnh 1 cho tới đỉnh 4, thì nó được gọi là D4. Như vậy thì cái mảng DVD này sẽ, ví dụ như thầy gọi D6 là gì? Đấy. Thì ở trong OD6 này, thầy sẽ lưu tổng đường đi ngắn nhất từ đỉnh số 1 đi đến đỉnh số 6. Đấy. Thì ta có như vậy, các bạn hình dung được cái thằng D, mảng D này dùng để làm gì rồi nhé. Mảng D, DV dùng để đường đi ngắn nhất từ đỉnh start cho đến đỉnh V. Đấy. Đấy, từ đỉnh S cho tới đỉnh V, cho đỉnh bắt đầu. Vậy thì ta nhận thấy rằng là đường đi từ đỉnh S đến đỉnh S là nó bằng 0, bởi vì rõ ràng rồi, vì nó không có khuyên mà, không có khuyên nên đường đi từ đỉnh S đến S bằng 0. Rồi đường đi đến đỉnh V ban đầu, bài toán của chúng ta là bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Nên giờ, trong cái quá trình mình khởi tạo thì mình khởi tạo cái thằng DV này bởi một giá trị vô cùng lớn. Nên thầy khởi tạo DV bởi 1E9. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện các cái công việc như sau. Cứ với mỗi giá trị DV thì ta nhận thấy như sau. Để đi đến được một cái đỉnh V nào đó thì ta có hai cách đi. Cách thứ nhất là ta đi từ đỉnh S, đi qua các đỉnh trung gian, sau đó đi đến đỉnh V. Đấy. Có cách thứ hai, từ đỉnh S ta đi qua các đỉnh trung gian, sau đó ta đi vào đỉnh U. Đấy, ta đi vào đỉnh U. Sau đỉnh U, chữ U thầy có thể viết xấu được như thế nhỉ? Đấy, chữ U. Tóm lại đây là đỉnh U. Đấy. Sau đó từ đỉnh U ta mới nhảy đi sang đỉnh V. Đấy. Như vậy thì ta nhận thấy rằng để đi đến được từ S cho tới đỉnh V thì ta có hai cách đi. Cách thứ nhất đi qua một số các đỉnh trung gian khác và đi đến đỉnh V. Và cách thứ hai đó là ta đi qua đỉnh U, sau đó ta mới nhảy vào đỉnh V. Vậy thì rõ ràng bài toán là yêu cầu là đi tìm cái đường đi ngắn nhất. Vì vậy thì đường đi ngắn nhất của nó thì nó sẽ là hoặc là đi theo loại 1 thì nó mất DV. Đấy. Đi theo loại 2 thì nó sẽ mất D ở vị trí này. Và ở vị trí này nó chính là thằng D của U. Ở vị, sau đó ta nhảy từ U sang thằng V thì mất độ dài của cạnh này. Thì ta độ dài của cạnh bây giờ ta đang lưu nó vào trong mảng C chẳng hạn. Vậy thì nó sẽ là C của UV. Đấy. Như vậy thì ta nhận thấy rằng ồ, hóa ra là cái đường đi của nó sẽ là nên ta nhận thấy rằng nếu thằng DV này mà lớn hơn thằng DU cộng với CUV, hay nói cách khác là cái cách đi từ đây đến V ấy, có chi phí lớn hơn đi xuống U rồi từ U về V, thì điều đó chứng tỏ rằng cái cách đi từ đây đi về U rồi đi qua V thì mới là chi phí tốt hơn. Thì khi đó ta đang tính ra là chi phí để đi đến đỉnh V sẽ bằng là chi phí đi đến đỉnh U cộng với độ dài của cạnh UV. Đấy. Thì do đó khi mà làm bài thuật giải thuật Fourierman cũng giống như làm giải thuật Dijkstra ấy, ta nên tiếp cận bài toán theo tính chất đồ thị chứ không nên tiếp cận theo tính chất quy hành động. Bởi vì nếu mà các bạn đã áp dụng theo cái tính chất của quy hành động thì các em mất đi cái tính đồ thị trong các bài toán này. Và khi mất đi tính đồ thị trong bài toán thì các em nhìn nó dưới dạng một bài quy hành động, thì bài đồ thị này nó biến thể thành bài đồ thị khác thì các em không thể làm được. Do đó khi làm bài ngay từ lúc đầu làm bài tập với đồ thị tìm đường đi ngắn nhất này, ta nên tiếp cận nó theo hướng là có tính chất đồ thị ở đấy. Do đó ta nhận thấy rằng rõ ràng đường đi ta đi thẳng đến V là mất DV, còn nếu mà đi qua các đỉnh khác rồi đến V mất DV, còn nếu mà ta nhảy qua cái đỉnh U này thì ta mất DU, sau đó từ U nhảy đến V thì ta mất thêm cái thằng CUV. Bài toán là đi tìm đường đi nhỏ nhất, đường đi ngắn nhất, có tổng chi phí bé nhất. Vậy thì rõ ràng nó phải min của thằng 1 và thằng 2 này. Đấy. Nên ở đây mình ghi là nếu thằng DV mà lớn hơn thằng DU cộng với CUV thì ta gắn DV bằng chính cái tổng trọng số đấy. Như vậy thì nếu DV của ta mà lớn hơn cái đường đi đó thì ta gắn DV sẽ bằng DU cộng với CUV. Từ đó thì ta nhận thấy rằng hóa ra đây là giải thuật nguyên thủy của nó. Vậy thì với giải thuật nguyên thủy này thì chúng ta sẽ nhận thấy như sau.
Rồi ở đây ta nhận cái giải thích ở chỗ này là ở cái đoạn bên trên này là đó là nếu độ dài đường đi từ S cho tới V lớn hơn tổng độ dài đường đi từ S cho tới U cộng với chi phí đi từ U đến V thì ta không đi theo cái đường trên mà ta sẽ coi đi theo đường là ta đi từ S cho tới U sau đó ta đi từ U tới V. Đấy. Nên cái biểu thức này ý nghĩa của nó là như thế. Thầy dạy qua nhiều thế hệ học sinh thì các em học sinh toàn nghĩ bảo là ui, để chi phí tốt nhất đi đến đỉnh V thì nó sẽ là bằng min của cái thằng DV với thằng DU cộng CUV thế là xong thầy ạ. Cần gì phải nhớ tính chất đồ thị. Như thế thì nó mất đi cái tính chất đồ thị và khi bài toán này nó bị thay đổi một tí thì ta không thể làm được đâu. Này. Và ở đây ta nhận thấy rằng DU là chi phí để nhỏ nhất đi đến đỉnh U từ đỉnh S tới U, trong đó CUV là độ dài của cạnh UV đấy, cái tính đồ thị nó thể hiện ở đấy. Rồi ở đây thì ta nhận thấy rằng là thằng CUV bằng 1E9 đối với các cái cạnh không có cung. Ví dụ như cái cạnh 1,4 này nó không có. Vậy thì trong cái quá trình mình duyệt thì ta có truy cập đến một cái thằng là thằng C46 chẳng hạn. Thì cái cạnh này không có thì khởi tạo nó bởi giá trị 1E9. Đồng nghĩa đó là bởi vì ta đang đi tìm giá trị nhỏ nhất mà thì chắc chắn khi cập nhật giá trị nó sẽ không đi theo cái cạnh cạnh lớn như thế này. Bởi vì có cạnh mà đi vào một cái cạnh có độ độ lớn là dương vô cùng thì khi đó không thể thu được một cái giá trị nhỏ nhất được. Vậy thì nó sẽ không đi đi qua cái cạnh không tồn tại này mà nó chỉ đi qua các cái cạnh có đường đi thôi. Vậy thì trong cái quá trình đấy thì cái nguyên lý for cái nguyên lý Bellman ra đời dài sau sẽ có một cái nguyên lý tối ưu như sau. Trong cái quá trình làm như trên thì ta nhận thấy rằng quá trình này lặp đi lặp lại đến khi mà tất cả các đỉnh đã được cập nhật xong và không còn đường đi nữa. Và đó là ông Ford ông nghĩ thế. Ông Bellman ông thì đề xuất ra được một cái nguyên lý tối ưu như sau. Ông chứng minh được rằng là độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho tới đỉnh V nó không quá là y trừ một cạnh. Hay tổng quát lên nữa, nếu đồ thị của ta có n cạnh, nếu thầy xuất phát từ đỉnh S mà đi đến đỉnh F thì khoảng cách từ đỉnh S đến đỉnh F này không có quá n trừ một cạnh. Đấy. Do đó cái việc mà cập nhật cái thằng khi nãy ở bên trên này ấy, nó chỉ cập nhật có tối đa là n trừ một lần. Bởi vì ta nhận thấy trong trường hợp tệ nhất các đỉnh đứng với nhau thành một đường thẳng và khi đó đỉnh thứ nhất nhảy qua đỉnh thứ hai qua đỉnh thứ ba qua đỉnh thứ tư về cho tới đỉnh finish. Vậy thì ta thấy rằng có n đỉnh thì ta có tối đa là n trừ một cạnh. Vậy thì do đó trong cái quá trình cập nhật thằng DV thì ta nhận thấy rằng ta chỉ cập nhật không quá n trừ một lần cái quá trình lặp cập nhật giá trị tốt nhất đấy. Bởi vì cái quá trình lặp tìm giá trị tốt nhất của một thằng DV nó mất ô n bình như vậy, mất ô n bình thì mà ta cứ lặp đi lặp lại cho đến khi không ấy nữa thì dẫn đến có rất nhiều cấu hình là bị dư thừa. Vì thế ông Bellman ông đề xuất ra được một lại và ông chứng minh được rằng cái độ dài đường đi ngắn nhất từ S cho tới đỉnh V nào đó nó sẽ không đi quá là y trừ một cạnh. Tổng quát lên là nó sẽ thứ hai là độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho tới đỉnh U không quá y trừ một cạnh cộng với trọng số của cạnh UV. Đó tất nhiên rồi, bởi vì đó chính là nó suy ra từ cái công thức bên trên này. Nghe qua trên thì nhất là các bạn trung học cơ sở thấy mình có hơi hoang mang. Không biết học lập trình sao lại có thêm cái phần này. Vậy thì nguyên lý For-Bellman nguyên thủy thì nó sẽ hoạt động như sau. Cái chỗ này thầy cắt nó sang dòng nhé để các em nhìn nó rõ hơn. Các bạn chờ đợi tí nhé, các bạn vừa hỏi cái gì? Chắc là các bạn đang bận đi học nên có 1.000 tin nhắn. Thôi ta tiếp tục nhé. Rồi bây giờ cái nguyên lý For-Bellman nguyên thủy và nguyên lý For-Bellman cải tiến nó có sự khác nhau ở chỗ như thế nào? Nếu nguyên lý For-Bellman nguyên thủy thì nó sẽ hoạt động như sau. Nó duyệt qua tất cả các cái cạnh trên đồ thị, nó khởi tạo rằng
đường đi từ đỉnh start cho đến đỉnh thứ V bằng 1E9 thể hiện rằng ban đầu ta phủ chi phí bởi một cái giá trị vô cùng lớn. Để tí nữa mình cập nhật cho tới một cái đỉnh nào đó, vì DV là tổng chi phí nhỏ nhất đi từ đỉnh S cho tới đỉnh V mà. Thì khi mà trong quá trình tìm đường đi ngắn nhất thì nó sẽ cập nhật cái giá trị nhỏ nhất. À, đỉnh S khởi tạo bằng 0 bởi vì từ S đến S nó không có khuyên, nên chi phí để đi đến đỉnh đó bằng 0. À, bây giờ người ta sử dụng một cái biến cầm cờ thì người ta sẽ thực hiện lặp lại cái quá trình như sau. Tức là chừng nào nó đúng thì nó vẫn cứ lặp đi lặp lại công việc này. Và lặp đến khi nào mà nó không cập nhật được cái thằng D nữa thì khi đó nó đã thu được cái thằng... Rồi bây giờ công việc của ta là như sau. Duyệt qua tất cả các đỉnh trong đồ thị. Cứ với mỗi đỉnh thì duyệt qua tất cả các cái đỉnh mà có tồn tại đường đi từ đỉnh U tới đỉnh V. Khi đó thì ta nhận thấy như sau. Chi phí, nếu chi phí đi từ đỉnh S là đỉnh start cho tới đỉnh V mà lớn hơn chi phí đi từ đỉnh U, từ đỉnh S cho tới đỉnh U cộng với thằng CUV. Và bởi vì ta nhận thấy rằng nó có tồn tại đi đường đi từ U đến V mà. Đấy. Các V nằm trong tập cạnh. Đấy, V nằm trong tập cạnh. Thì khi đó chi phí nhỏ nhất để đi đến đỉnh V là bằng chi phí nhỏ nhất đi đến đỉnh U cộng CUV. Đấy. Vậy thì khi cập nhật thằng này xong rồi thì nó lại duyệt qua đỉnh kế tiếp, qua đỉnh kế tiếp, qua đỉnh kế tiếp ở bên trên này. Mà cái quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi nào mà nó đã chạy xong tất cả các cái đỉnh ở đây. Thì khi đó duyệt qua tất cả các đỉnh đây, cứ với mỗi đỉnh nó cập nhật lại một lượt. Lại thì trên thực tế nó tối đa là n trừ một lần. Thì sau khi cập nhật xong cái thì cái biến P của thầy bằng 0. Đấy. Và trong cái quá trình đấy nó cứ chạy xong P bằng 0 rồi thì nó quay trở lại ở đây. Nó quay trở lại. Và cái lần quay trở lại nó khởi tạo P bằng 1. Và cái vòng này nó không bị khởi tạo P bằng 0 nào. Tức là tất cả các thằng DV đều đã được cập nhật rồi. Thì khi đó DV đó đã là cái nhỏ nhất rồi. Thì khi đó thằng P bằng 0 không được thực hiện lần nào nữa. Và đến khi nó quay trở lại và P bằng 1 thì khi đó P bằng 1, P bằng 0 ở đây nó sẽ dừng lại. Và kết quả của bài toán của ta nó sẽ nằm ở trong thằng DF. Trong đó F là đỉnh finish của mình, chính là đỉnh T đấy. Còn trong cái quá trình mình lưu, nếu tồn tại đường đi từ đỉnh U đến đỉnh V thì ta có thể đánh dấu rằng để đi đến đỉnh V thì ta có thể phải đi qua đỉnh U đấy. Thì mình có thể đánh chay V bằng U ở đây cũng được. Vậy thì tóm lại giải thuật Feynman nguyên thủy sẽ thực hiện, sau khi thực hiện xong ta thu được D của cái thằng đỉnh finish này, nó là kết quả của bài toán, ta xe out nó ra. Nếu hỏi truy vết thì ta đưa truy vết ra. Tí nữa ta sẽ cài đặt theo cái này nhé. Còn cái thứ hai, trong cái giải thuật cải tiến for Bellman cải tiến, theo nguyên lý tối ưu for của Bellman thì đường đi từ đỉnh S cho đến đỉnh T nó sẽ đi không quá là n trừ một cạnh. Do đó cái vòng lặp này nó không nhất thiết phải lặp đến khi nào mà không thể tốt hơn được nữa. Vì như thế thì chi phí nó lớn quá. Vậy thì nguyên lý for Bellman cải tiến nó sẽ thực hiện cái công việc là, bởi ông chứng minh được rằng cái cạnh đi từ đỉnh S cho đến đỉnh T không quá n trừ một cạnh, vậy thì ông lặp lại không quá n trừ một lần cái việc cập nhật cái bộ thằng DV. Vậy thì tương tự như vậy ông sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các cái đỉnh trong đồ thị, cứ với mỗi đỉnh ông duyệt qua tất cả các đỉnh mà có tồn tại đường đi từ đỉnh U đến đỉnh V. Khi đó nếu chi phí đi thẳng đến đỉnh V mà lớn hơn chi phí đi qua đỉnh U cộng với CUV thì chứng tỏ cái đường đi qua U cộng với CUV này là đường đi tốt hơn, vậy thì ta cập nhật lại. Đấy. Và cái quá trình này chạy đi chạy lại xong rồi, nếu mà sau khi chạy xong phát là nếu P bằng 1 phát thì ta break ra ngoài luôn, ta không phải lặp lại để thực hiện công việc đấy nữa. Và sau khi thực hiện xong thì thằng DF này cũng D của finish, đó chính là đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh finish đấy. Vậy thì quay lại bài toán ở đây thì thầy sửa lại tên bài là bài for Bell. Thì đầu tiên thầy trò mình sẽ có là đọc dữ liệu đầu vào. Ta cho N cho một đỉnh M cạnh, đỉnh xuất phát là S, đỉnh đích là đỉnh S, F là đỉnh finish đấy. Rồi M dòng tiếp theo với mỗi dòng chứa 3 bộ số U, V và C, U, V. Trong đó U là chỉ số,
Ví dụ như 23 có độ dài bằng 2. Đấy, như ở trên hình 23 có độ dài bằng 2. Đây, cạnh 2, cạnh 3 có độ dài bằng 2. Thì đây nó có 23 có độ dài bằng 2. Đấy. Vậy thì kết quả của bài toán là đưa ra đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T. Vậy thì từ đấy thầy trò mình sẽ thực hiện như sau. Các bạn cùng quan sát nhé. Ta cũng theo cái bên trái này nhé. Cái bên phải cũng theo một cái cách nha, phải tổ chức kiểu khác. Đấy, thầy tổ chức nó lại thành file mình. Cái này là ngày trước thầy tổ chức, còn bây giờ thì thầy sẽ làm như này. Ở đầu chương trình thì thầy sẽ khai báo mảng một cái mảng C lưu tổng trọng lưu trọng số của cái cạnh nối giữa đỉnh U với đỉnh V. Thầy có ta có N đỉnh, M cạnh, có đỉnh start, đỉnh finish, trong đó D là lưu tổng trọng số của đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh thứ V. Trong đó DV là chi phí nhỏ nhất đi từ đỉnh S đến đỉnh V. Ta gọi DV là chi phí nhỏ nhất để đi từ đỉnh S đến đỉnh V. Rồi ta sử dụng một cái mảng chây để lưu đường đi, để lưu đường đi. Với các bạn sử dụng thành thạo thằng Qt hoặc Stack, hoặc là sử dụng một cái gì đó để lưu đường đi, thì các em sử dụng cấu trúc dữ liệu để lưu vào nhé. Còn ở trong cái bài Forbeman Nguyên Thủy thì thầy sẽ sử dụng một mảng một chiều để lưu cho các em nhìn cho nó quen thuộc. Rồi tới đây thì ta nhận thấy như sau. Ta làm được cái tệp, ta nhập vào N đỉnh, M cạnh, đỉnh start, đỉnh finish. Bây giờ thầy sẽ thực hiện nào. Cứ với mỗi đỉnh, ta duyệt qua tất cả các đỉnh. Thằng bé con nhà này nó thì như vậy ta sẽ thực hiện cái việc khởi tạo như sau. Ta chuyển qua, ta gắn tất cả các thằng CG gọi là chi phí để đi từ đỉnh U cho đến đỉnh V, từ đỉnh Y cho đến đỉnh G bằng 1S9, để thể hiện rằng là tất cả các đỉnh này ban đầu không có đường đi đến với nhau. Đấy. Và đối với các đỉnh, vì các đỉnh từ đỉnh Y đến đỉnh Y ta khởi tạo nó bằng không, bởi vì các đỉnh này đều không có khuyên, nên tổng chi phí để đi đến cái đỉnh đó cũng bằng không. Đấy. Kế tiếp ta sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các cạnh trong đề bài. Đấy, trong đề bài mình có các cạnh đây. Đây, duyệt qua lần lượt tất cả các cạnh. Cứ với mỗi cạnh thì đọc số thứ nhất vào U, số thứ hai vào V, số thứ ba thì gắn vào CUV. Bởi vì đồ thị này có hướng nên thầy gắn CUV bằng cái giá trị này. Đấy. Còn nếu đồ thị vô hướng ấy, thì thầy gắn C16 bằng 20 và C61 bằng 20. Nhưng do đồ thị này có hướng nên thầy chỉ gắn mỗi C16 bằng 20 thôi. Đấy. Thì thầy gắn CUV có giá trị bằng cái biến này. Còn đối với đồ thị vô hướng thì ta gắn thêm cả chiều ngược lại nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các đỉnh. Thầy khởi tạo để chi phí đường đi từ đỉnh S cho đến đỉnh thứ Y trong phạm vi từ 1 đến N thì gắn bằng giá trị 1E9 để thể hiện rằng là ta chuẩn bị khởi tạo cho nó bởi một giá trị vô cùng lớn trước khi đi tìm giá trị nhỏ nhất. Ban đầu ta khởi tạo thằng DS bằng 0. Ở đây không phải quy hành động, ở chỗ này DS bằng 0 bởi vì đỉnh S nó không có khuyên nên tổng chi phí đi từ đỉnh S đến đỉnh S là bằng 0. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện tiếp là ta duyệt qua tất cả các cái đỉnh. Ở đây ta sử dụng một cái biến P làm biến cờ nhé. Ta duyệt qua, ta lặp lại tối đa là N trừ một lần, bởi vì ta nhận thấy cái đường đi từ đỉnh S cho đến đỉnh T nó không quá N trừ một cạnh. Bởi vì nếu nó đi quá N trừ một cạnh thì việc thêm vài cạnh nữa vào mà trọng số của mình là trọng số không âm, tức là lớn hơn hoặc bằng không, thì việc thêm vài cạnh nữa vào, tức là các em ném thêm vài số nguyên dương nữa vào,
thì chắc chắn tổng đó sẽ không thể là tốt nhất được. Đó, cái nguyên lý tối ưu Benman nó có thể chứng minh được là trên một đô thị thì không đường đi từ ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T nó không đi quá n trừ một cạnh. Lý do là nếu nó đi quá n trừ một cạnh thì nó đi qua vài một cái đường lòng vòng nữa, mà cứ đi qua các đường lòng vòng thì ta phải trả trả phí bằng trọng số của cạnh đấy, mà trọng số của cạnh đó là số nguyên dương thì việc ném nó vào thì chắc chắn là nó sẽ lớn hơn. Nên theo nguyên lý này ta đi lặp lại không quá n trừ một lần và thực hiện duyệt qua tất cả các đỉnh. Cứ với mỗi đỉnh ta sẽ thực hiện, như ở đây ta nhận thấy chính xác ra ở chỗ này ấy, nó có thêm một cái dòng như thế này. Về gốc nguyên bản khi mà cài theo ý tưởng thuật toán ấy thì mình ghi là nếu thằng CUV đấy mà lớn hơn không ấy, tức là thằng CUV tại thời điểm này lớn hơn không, để thể hiện rằng cái có tồn tại đường đi từ đỉnh U cho đến đỉnh V, có tồn tại đường đi từ đỉnh U đến đỉnh V thì mình mới bắt đầu cập nhật. Chứ còn nếu mà không tồn tại đường đi từ U đến V thì giả sử đi từ U xong đi từ U đi đến V mà D của thằng U bé nhưng mà lại không tồn tại từ thằng U đi đến thằng V thì việc cập nhật nó là vô nghĩa, đúng không? Nhưng ta nhận thấy rằng khi ta khởi tạo thằng CUV ban đầu bởi một cái giá trị vô cùng lớn, nếu mà không tồn tại đường đi từ đỉnh U đến đỉnh V thì chắc chắn rằng thằng DU cộng với thằng CUV này là một giá trị vô cùng lớn. Mà khi giá trị vô cùng lớn đó thì trong quá trình tìm giá trị nhỏ nhất thì nó sẽ không rẽ theo cái nhánh đấy. Do đó ở đây ta bỏ được cái câu lệnh này, đó là kiểm tra tồn tại đường đi từ đỉnh U đến đỉnh V hay không. Thì như vậy để các bạn hiểu rõ hơn cái giải toán for Feynman nhé. Rồi, tới đây thì ta nhận thấy là khi nó thỏa mãn điều kiện này thì chứng tỏ ta thay vì đi từ DV là đường đi từ tốt nhất đi từ thẳng đỉnh S cho tới đỉnh V thì ta sẽ lao xuống qua đỉnh U, sau đó ta lại vòng lên đỉnh V. Vậy thì chi phí để đi đến đỉnh V sẽ bằng là DU cộng với CUV, trong đó CUV là chi phí của cạnh U nối với V. Và khi nó đi vào đây thì đảm bảo chắc chắn rằng có tồn tại đường đi từ U đến V. Còn nếu nó không tồn tại đường đi từ U đến V thì thằng CUV nó vô cùng lớn. Vì nó vô cùng lớn nên khi nó cộng với thằng DU chắc chắn biểu thức điều kiện này luôn sai. Đấy, nên các em không sợ trong trường hợp nó không tồn tại đường đi nhé. Vì ta đi từ đỉnh S đi xuống đỉnh U sau đó mới đi lên đỉnh V. Do đó ta nhận thấy rằng để đi đến đỉnh V ta phải đi qua đỉnh U. Theo kinh nghiệm cài đặt ở chỗ này ta nên sử dụng stack để đẩy nó vào nhé. Bởi vì khi ta truy vết ta hay bị ngược thì đẩy stack vào đến khi lấy ra thì nó lại là xuôi nhé. Ta nên dùng stack ở đây. Bạn nào chưa biết dùng stack thì lên Google tìm cách sử dụng stack. Lúc nào trong cái lớp cơ bản thì thầy sẽ hoặc là trong lớp nâng cao thì thầy nhắc lại phần ta sử dụng cấu trúc dữ liệu cơ bản: stack, queue, priority queue, map, set, order set, multi set và những cái cấu trúc dữ liệu cơ bản cần phải biết. Kế tiếp thầy cho mình tiếp tục nhé. Rồi trong cái quá trình thực hiện như trên, nếu cái quá trình mà cập nhật mà đã xong rồi thì chứng tỏ cái câu lệnh khởi tạo P bằng không không được thực hiện lần nào nữa và nó sẽ break ra ngoài luôn. Và như thế ta nhận thấy rằng cái vòng lặp này đấy nó có thể chạy không quá n trừ một lần của cái vòng lặp trên. Trên thực tế thì ta nhận thấy rằng giải thuật này trong trường hợp tệ nhất có khả năng độ phức tạp thuật toán nó có thể lên tới n mũ 3. Ai chạy khá lớn nhỉ, đó, trong trường hợp tệ nhất nó có thể lên tới n mũ 3, nhưng chắc chắn không có cái đồ thị nào mà mình xây dựng nó có thể tệ được như thế đâu, nên chi phí của nó có thể tốt hơn. Như rồi bây giờ ta quay trở lại tiếp thì ta nhận thấy rằng nếu ta trong quá trình ta gọi DV là tổng chi phí nhỏ nhất đi từ đỉnh S cho đến đỉnh V thì khi đó thằng DF này là tổng chi phí nhỏ nhất đi từ đỉnh S cho đến đỉnh finite là đỉnh F. Nên sau khi thực hiện giải thuật for Feynman bên trên, nếu đỉnh F mà vẫn bằng cái thằng giá trị khởi tạo ban đầu là 1E9 thì điều đó chứng tỏ rằng thằng đỉnh start và đỉnh finite này nó nằm ở hai vùng liên thông khác nhau. Các bạn nhớ tính chất này nhé. Khi áp dụng giải thuật for Feynman hay cũng giống như giải thuật đi tra thôi, để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T. Sau khi thực hiện xong, nếu cái thằng tổng chi phí nó vẫn bằng cái giá trị khởi tạo DF ban đầu ấy, à thằng D, D,
DF là đỉnh đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh finite. Nếu nó vẫn bằng cái giá trị dương vô cùng ấy, thì điều đó chứng tỏ rằng đỉnh start và đỉnh finite nó nằm ở hai vùng liên thông khác nhau. Vì ta biết được chắc chắn nó ở hai vùng liên thông khác nhau nên có một cái bài tập duyệt tìm đường đi ngắn nhất nâng cao rất hay. Trên một đồ thị bây giờ người ta lần lượt xây dựng các cái cầu. Trong quá trình xây dựng cái cầu đó, người ta tìm đường đi từ đỉnh S ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh T. Và cái quá trình xây dựng cầu xong rồi thì thầy thu được các cái giá trị DF khác nhau. Người ta hỏi giá trị DF nào là bé nhất. Đấy. Thì ta để ý cái chỗ đấy nhé. Trong quá trình mà mình sử dụng giải thuật trên ấy, mà mình sử dụng giải thuật Feynman xong mà cái tổng trọng số của nó vẫn bằng giá trị dương vô cùng thì hai đỉnh đó nằm ở hai vùng liên thông khác nhau. Đây là một cái tính chất rất quan trọng nhé. Muốn phát hiện được hai đỉnh có nằm hai vùng liên thông khác nhau khi áp dụng giải thuật Feynman hay không, thì sau khi thực hiện xong nó, thì tất nhiên ta có thể sử dụng giải thuật DFS cũng được thôi. DFS phát thì thằng nào cùng một, nếu mà không gặp được cái đỉnh kia thì chắc chắn là nó nằm ngoài vùng liên thông. Nhưng ở với cái bài toán này thì ta nhận thấy DF của mình, tức là chi phí lớn nhất, nhỏ nhất để đi từ đỉnh start đến đỉnh finish mà đúng bằng giá trị dương vô cùng khởi tạo, thì chứng tỏ hai đỉnh này nằm ở hai vùng liên thông khác nhau. Ở hai vùng liên thông khác nhau, các em nhớ nhé. À, thông thường thì với một bài tập tìm đường đi ngắn nhất cơ bản thì nó chắc chắn nằm trên cùng một vùng liên thông. Nhưng mà với những bài tập nâng cao thì nó có thể nằm ở các vùng liên thông khác nhau. Và khi đó người ta yêu cầu là lật ngược chiều của các cạnh bất kỳ, hoặc là xóa đi các cạnh bất kỳ, hoặc là vẽ thêm các cạnh bất kỳ để làm cho các đỉnh này thỏa mãn và tổng chi phí của nó là nhỏ nhất. Nên ta có một cái bài toán rất hay là bài toán là cho một đồ thị có hướng n đỉnh m cạnh, đấy, nó là một đơn đồ thị. Bây giờ người ta yêu cầu bạn được phép lật ngược chiều của tối đa là k cái cung, hỏi là tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T trong cái quá trình lật như thế. Đó là những cái bài rất hay và vô cùng khó. Còn tất nhiên ở cấp tỉnh thì ta chưa thể đến mức độ đó đâu. Thì ở trong chương trình nâng cao thì thầy sẽ hỗ trợ hướng dẫn các em học về phần này. Rồi, thầy cho mình tiếp tục nhé. Như vậy thì sau khi thực hiện xong thì ta nhận thấy nếu DF nó không bằng thằng dương vô cùng thì chứng tỏ nó là kết quả tốt nhất tới thời điểm này. Vậy thì thầy đưa thằng DF ra là tổng chi phí đi từ đỉnh start cho đến đỉnh finish và từ đến là thằng DF. Vì đường đi của nó đang lưu ở trong mảng chây nên thầy đưa các đường đi này ra. À, trong cái quá trình liệt kê đường đi thì nó sẽ bị ngược so với cái input đầu vào. Do đó muốn nó thực hiện là liệt kê ra được một cái đường đi theo chiều xuôi thì các bạn lần lượt lấy các đỉnh, các bạn đẩy nó vào stack nhé, đẩy vào stack ở đây hoặc là đẩy vào stack ở đầu kia cũng được. Thì ta đến khi nào gặp được cái đỉnh 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 gọi là gặp được cái đỉnh bắt đầu thì nó sẽ dừng lại. Bởi vì khi nãy mình đi lòng vòng thì mình đã dừng ở thằng finish rồi mà. Bây giờ mình đi từ finish đi ngược trở lại gặp thằng start thì dừng lại. Thế nhưng mà nếu mà ta đẩy nó vào các đỉnh này vào stack, sau đó ta thực hiện lấy các phần tử trong stack ra thì nó sẽ theo thứ tự từ điển. Đây, từ đây. Thì những chỗ sọc sọc này nếu các bạn sử dụng stack thì các bạn code vào. Đấy. Như vậy thì trên đây là thầy đã hướng dẫn qua cái giải thuật Feynman mà ta sử dụng cho cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh T trên một cái đồ thị, đơn đồ thị có hướng và có chu trình không có chu trình âm. Chu trình âm đó là chu trình mà có tổng trọng số âm. Đấy. Vậy thì qua đây thì các bạn nhận thấy rằng hóa ra cái giải thuật Feynman là một trong những giải thuật rất hay và vô cùng ý nghĩa cho cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh T. Rồi sau đây thì gửi qua các bạn cái code của cái bài toán này để mọi người có thể tham khảo cái cách trình bày. Ôi, nó báo là quá dài không thể gửi được, buồn quá. Rồi thì rồi sau khi thực hiện xong thằng trên thì ta sẽ thu được là thằng DF là kết quả của bài toán, và thông thường mình chỉ được đưa thằng DF ra là đưa ra được đường đi ngắn nhất từ đỉnh F cho đến là từ đỉnh S cho đến đỉnh F từ start cho tới finish. Đấy.
Ngoài ra thì ta có nhiều cách nha, cài đặt nó thành các chương trình con khác nhau để giải quyết được cái bài toán này. Như vậy thì trong cái khuôn khổ của cái phần đầu tiên, thầy đã giới thiệu cho tới các bạn cái giải thuật Feynman, và hy vọng là các em cũng có một cái nhìn tổng quát về cái giải thuật này, để từ đó khi các em gặp được các bài tập mà tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh T, thì các em có thể chủ động biến thể, cải tiến giải thuật tìm đường đi ngắn nhất để thành một bài toán mới, để tránh tình trạng đó là khi các em được học thì các em học thuộc lấy cái cốt bài toán này, và dẫn đến khi gặp một bài toán có tính chất vận dụng tính chất của cái giải thuật Feynman thì ta lại không làm được. Và ta hình dung rằng khi đi thi ta không bao giờ gặp được một bài ta đã từng gặp rồi. Nên việc vận dụng được cái tính chất của từng bài toán để sang bài toán mới là vô cùng quan trọng nhé. Đó là giải thuật Feynman cho cái bài toán trên. Hy vọng là các em sẽ cài đặt được cái giải thuật này. Rồi bây giờ đã là 9:18, còn một chút thời gian nữa thầy trò mình sẽ quay sang cái bài toán kế tiếp nhé. Và trong các bài toán kế tiếp thì các em sẽ chủ động làm các bài toán này. Và trong các bài toán này thì thầy có đề xuất đến các cái loại mới thì các em nhớ như sau. Bài toán thứ hai là bài toán sắp xếp. Tên bài là sắp xếp, còn có sắp xếp hay không là do nhu cầu của mình thôi. Đề bài là cho N và dãy A1, A2, AN. Người ta yêu cầu tìm thằng giá trị lớn nhất, số lượng thằng đạt giá trị lớn nhất, thằng tìm điểm cao thứ nhì và số lượng điểm cao thứ nhì. Thì ở đây các bạn nào nhận thấy rằng với giá trị N bằng 10 mũ 5 thì ta sót nó lại để ta tìm giá trị R max 1 và R max 2, trong đó R max 1 là giá trị lớn nhất, R max 2 là giá trị lớn nhì. Sau đó đưa ra, và trong khi đọc đề các bạn nhớ nhá, phải gạch chân những từ trọng tâm này. Đấy, đưa ra lớn nhất, lớn nhì và số lượng. Và gạch chân nếu không có thì ghi ra năn để tránh tình trạng quên xử lý cái trường hợp này nhé. Để không phụ điểm mà bị mất đi 0,1 điểm mà lại đang giải nhất tụt xuống giải nhì thì buồn đời lắm. Thầy nói thế để ai đó đang nhột ở bên kia lưu ý. Rồi, bây giờ với cái bài toán này thì với thầy thì trong cái khung chương trình của mình thì thầy muốn các bạn sử dụng một trong những cái cấu trúc dữ liệu rất hay được sử dụng. Bà mẹ cắt. Ở đây thì theo đề xuất của thầy, thay vì việc sử dụng các bạn sử dụng để sót lại mảng thì chỗ này các em nên sử dụng một cái gọi là hàng đợi ưu tiên. Đấy. Thằng hàng đợi ưu tiên thì các bạn có thể lên bất cứ chỗ nào, hôm nào thì ta sẽ có cái hàng đợi ưu tiên và các phép toán trên hàng đợi ưu tiên. Đây là một cấu trúc dữ liệu rất quen thuộc và vô cùng thuận lợi cho với người lập trình chuyên nghiệp. Thì ta có hàng đợi ưu tiên trong C cộng cộng. Và cái hàng đợi ưu tiên này tên nó là priority queue, là nó là một cái cấu trúc dữ liệu và sẽ giúp cho ta ngay từ lúc đọc dữ liệu vào. Thì với cái cấu trúc dữ liệu là hàng đầu ưu tiên này, vậy thì ta có cái lợi thế gì và các bạn sẽ dùng nó để làm gì, thì ta sẽ nhận thấy như sau. Thầy cho mình sử dụng hàng đầu ưu tiên. Vũ Huy ơi, khi em sử dụng order set hay nói chung khi em sử dụng set, em hãy nên thận trọng. Thầy rất thích sử dụng thằng set và thằng order set hoặc thằng multi set là những cấu trúc dữ liệu thầy rất hay sử dụng, nhưng khi sử dụng ta phải lưu ý cái chỗ này đấy. Việc sử dụng thằng set cũng giống như thằng sử dụng thằng map. Việc lưu trữ các phần tử ta nên thận trọng cho cái việc sử dụng giới hạn của cái mà nó đang định lưu trữ nha. Tất nhiên ở đây thì thầy thấy việc sử dụng set là hợp lý. Cảm ơn con trai của bố. Con trai của thầy nó đã còn mang bánh trung thu mời thầy ăn mà các em lại chưa ăn, thầy làm sao thầy nuốt được. Rồi như vậy ở đây thì ta nhận thấy rằng nếu ta đẩy tất cả các thằng này buồn Vũ Hy.
À, cái map thì chắc chắn nó không lên tới, thực tế khi sử dụng map chạy trên máy tính nó vẫn chạy được, nó mới chán đời cơ. Nhưng khi các bạn chấm trên máy thì nó sẽ không chấm trên phần mềm, thì về khi đi thi thì nó sẽ bị quá thời gian loát bộ nhớ khi với một bộ test lớn. Các em cứ thử sinh ra một cái test có khoảng 10 mũ 6 phần tử, có giới hạn là có khoảng tầm 10 mũ 8, 10 mũ 9. Sau đó các em đẩy nó vào trong map. Sau đó các em chỉ mỗi nhu cầu đọc nó và viết nó ra thôi. Sau đó các em sử dụng hàm đo thời gian thì chắc chắn nó bị timeout nhé. Nên khi sử dụng ta thận trọng với thằng map, với thằng set thì được, thằng map thì hơi hơi hoang mang. À, nên cái chỗ băng thế, dùng cái map nó rất thuận lợi cho mình, nhưng mà nó với các test bé là ok ngay. Nên không phải tự nhiên khi cô thầy hay giới thiệu các bạn cái kỹ thuật sử dụng mảng C để lưu các phần tử khác nhau trong mảng ấy, ta sót mảng đó lại, sau đó ta nén mảng đấy để thu được mảng C có các phần tử khác nhau đấy. À, thực tế thì mà thằng map với thằng phân phối về bản chất của nó sử dụng là như nhau, thằng đếm phân phối mình cũng không được sử dụng cho lớp với cái thằng AEG vượt quá 10 mũ 6. Nên mình hay sử dụng kỹ thuật là sót nó lại một thành dãy, sau đó mình nén nó lại, mình lưu các phần tử khác nhau vào trong mảng C, thì khi đó ta lưu thoải mái. Mà nhiều khi sau khi nén lại xong một cái mảng có khoảng tầm 200.000 phần tử, trong một cái test nào đó có rất nhiều test bằng nhau, à, nhiều thằng AEG bằng nhau, nén lại nó chỉ còn có khoảng tầm 40-50 phần tử, vậy thì giải thuật chạy lúc đó lên tới ôn là bình, nó vẫn chạy tốt. Nên thường thầy hay hướng dẫn các bạn học sinh sót lại và nén lại cái mảng thay vì việc sử dụng map. Rồi ta quay trở lại bài toán, để tìm được cái giá trị lớn nhất của bài toán này, giá trị lớn nhất lớn nhì, thầy sẽ sử dụng một cái đối tượng tên là priority queue, là hàng đợi ưu tiên, và thầy sẽ thực hiện đẩy như sau. Các em quan sát nhìn cái test đề bài nhé. Vậy thì với cái ví dụ này, thầy sẽ thực hiện đẩy như thế này: gặp số 7, thầy đẩy số 7 vào, rồi gặp số 6, thầy đẩy xuống dưới số 6, gặp số 2, thầy đẩy dưới số 2, xong gặp số 7 kế tiếp, thầy đẩy nó vào số 7, gặp số 5, thầy đẩy nó vào số 5. Đấy. Vậy thì sau khi chạy xong thì thầy nhận thấy như thế này, cái thằng lớn nhất nó nổi lên trên cùng. Như vậy thì thầy lần lượt pop lấy những cái thằng ở trên cùng ra. Vậy thì sau khi gặp một cái thằng mà khác thằng trên cùng thì chứng tỏ thầy sẽ dừng lại, và đây chính là các thằng phần tử đạt giá trị lớn nhất và số lượng phần tử đạt lớn nhất. Đấy. Tương tự như vậy, gặp thằng 6, đây là thằng lớn thứ nhì và số lượng phần tử lớn thứ nhì nhé. Đấy. Và ở đây thì thầy cho mình sẽ sử dụng thằng priority queue để đi tìm giá trị lớn nhất, lớn nhì cho mảng. Rồi, đó là cái bài toán như trên. Vậy thì đó là cái bài toán, làm cái bài toán số 2 này nhé. Và thầy hướng các em sử dụng cấu trúc dữ liệu vào cho lần đầu. Ai chưa biết sử dụng priority queue thì phần tới thầy sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Và bài toán thứ hai là bài toán tìm mật mã. Bài toán tìm mật mã này thì các bạn nhận thấy rằng người với nhân viên thứ nhất có số ID là 6, thì số 6 có các ước là 1, 2, 3, 6. Vậy thì với mỗi số nguyên dương thì ta sẽ thực hiện là liệt kê các ước của nó ra. Đấy. Và cái quá trình liệt kê các ước thì các bạn nhận thấy ta sử dụng cái giải thuật tốt nhất để đi đến các ước, đó là ta for i chạy thêm 1 đến căn bậc 2 của số đấy. Và với các cái ước đấy thì ta sẽ thực hiện đẩy nó vào đâu đó nhé. Ta đẩy nó vào đâu đó và ta có thể lưu nó vào mảng, ta có thể đẩy vào priority queue để đẩy nó vào đâu đấy. Rồi sau đó ta sẽ lần lượt đưa các ước ra. Vậy thì cái bài toán này là quay về bài toán cơ sở, là bài toán liệt kê các ước, là ta tổ chức Một sạch ba ok thủ tục liệt kê ước ước của cái số nguyên dương u đấy, để liệt kê các ước của u với chi đúng là căn u. Còn lưu ý nhé, bên cạnh đấy thì các em lưu ý để đi tìm được số lượng, để đây là bài toán liệt kê các ước, và lưu ý nếu mà người ta yêu cầu đi đếm số lượng ước thì ta có một cái giải thuật đi đếm số lượng ước với là căn bậc 3 của u nhé. Ta nhớ cái giải thuật đấy.
Vì với cái bài toán như trên thì ta nhận thấy rằng với giá trị là n nhỏ bằng 1.000, căn bậc của AI là 10 mũ 8 là căn đôi bằng 10 mũ 4. Thì 10 mũ 3 nhân 10 mũ 4 bằng 10 mũ 7. Thì máy có thể chấm được với cái bài toán số 3. Đấy. Rồi với bài toán số 4 thì ta có bài toán là chọn hay không chọn một số phần tử. Đề bài thì người ta yêu cầu là hãy chọn hay không chọn một số phần tử sao cho tổng khối lượng nằm trong đoạn từ L đến R và tổng giá trị là lớn nhất. Bài này bài deselect, bài này là trong đề thi học sinh giỏi cấp 2. Thì bài này thì ta nhận thấy rằng là do N của ta nhỏ bằng 20 thì kiểu gì bài toán này ta cũng áp dụng phương pháp sinh. Đấy. Giả thuyết phương pháp sinh ở trong chương trình nâng cao thì cũng có nhắc qua, trong chương trình cơ bản các bạn cũng đã được học. Thì ở đợt tới cái lớp nâng cao nếu có thầy mở lại thì các em sẽ có thể học lại cái chuyên đề phương pháp sinh chuyên sâu hơn. Đấy. Và LR của ta đây là 10 mũ 9 bởi vì tổng mà, tổng là lúc này. Vậy thì ta nhận thấy rằng bài toán này có tính chất chọn hay không chọn các phần tử. Bài này có tính chất là đề nghị đề xuất cho các em áp dụng giải thuật là áp dụng phương pháp sinh dễ nhị phân để chọn hay không chọn các phần tử. Và việc chọn hay không chọn các phần tử thầy sẽ sử dụng một cái mảng C song song với phần tử này. Khi đó cứ với mỗi phần tử này thầy chọn 0 hay 1. Nếu chọn thì thầy đẩy cái thằng này vào SA, thầy đẩy cái thằng này vào SC. Và khi đó SA sẽ với cái thằng khối lượng là thằng nào? AI là giá trị đấy, thằng này là SA, số 5 là giá trị. Thằng này là khối lượng. Nếu tổng khối lượng nằm trong đoạn từ L đến R thì ta cập nhật cái giá trị tốt nhất và ta đưa nó ra. Bài toán này nó là bài toán gọi là bài toán ba lô 2 nhé, bài toán ba lô 2 là chọn một số các phần tử thỏa mãn điều kiện. Ở bài toán này các em có hoàn toàn có thể làm bởi phương pháp quay lui, hoặc là các bạn nào làm tốt hơn em có thể cài đặt bằng phương pháp quy hành động cơ bản được. Tuy nhiên với bài toán này thì do giới hạn của đề bài, với mục tiêu trong bài thi của ngày hôm nay thì chủ yếu tập trung cho cái bài số 1 là giải thuật trên đồ thị. Đấy. Thì ở bài toán này ta áp dụng phương pháp sinh là liệt kê dãy nhị phân có độ dài n và áp dụng vào cái bài toán. Mục tiêu chính của cái bài toán này, và do đó trong giờ thi ta có 37 phút để cài đặt thành công được cái bài toán này. Trong đó như vậy thì qua cái con test ngày hôm nay thì các bạn nhận thấy trên server đã có test, các em có thể làm và chấm tất cả các bài này. Ở cái bên mục tiêu chính của cái bài hôm nay thì muốn nhấn mạnh lên là giải thuật Feynman là một trong những giải thuật hay và rất ý nghĩa cho cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T. Và ta có thể cải tiến một bài toán, cải tiến có thể xuất phát và ta có thể sử dụng Feynman để giải quyết bài toán đó. Ta nhớ cái điều đấy nhé. Ở cái bài toán thứ hai ta nhận thấy là bài toán thầy đề xuất sử dụng thằng PriorityQ là một cấu trúc dữ liệu để làm cho bài toán tối ưu hơn và cài đặt nó chuyên nghiệp hơn. Ở bài toán thứ ba là bài toán liên quan tới ước, thì trong đó thầy đề xuất nếu liệt kê ta for cho tới căn bậc 2, còn nếu đếm số lượng thì ta for cho tới căn bậc 3. Anh tìm hiểu giải thuật đấy nhé. Còn bài 4 là bài toán liên quan tới phương pháp sinh và dãy liệt kê, thì sẽ giúp cho các em ôn tập lại cái bài cho bài toán vét cạn liệt kê tất cả các dãy nhị phân chọn hay không chọn. Bên cạnh đấy bài này thầy đề xuất các em làm theo quy hành động cũng được. Rồi, như vậy thì qua cái buổi ngày hôm nay thì thầy trò mình cũng đã tổng kết nhanh và phân tích nhanh cái giải thuật của bài toán, thời gian chính chủ yếu cho bài toán duyệt đồ thị với giải thuật Feynman. Rồi hôm nay thầy trò mình nghỉ đây nhá. Server vẫn chạy phục vụ chấm bài và thầy hy vọng từ giờ đến sáng mai thầy sẽ nhận đủ bài làm của mười mấy bạn hôm nay học. Rồi, thầy chào cả nhà nhé, thầy chào các em. Thầy chào các bạn, chào Hoài Văn và chào các em. Thầy chào Vũ Huy, cố lên Vũ Huy nhá. Cô đây, tôi thầy mời các bạn ăn bánh trung thu. Bánh dẻo, không biết là ta nên ăn nhân đỗ xanh hay là nhân tổng hợp đây. Thầy chào các em.